Sáng nay, Ban tổ chức lễ hội Hoa Lư đã tổ chức hội nghị rà soát công tác chuẩn bị và tổ chức lễ hội Hoa Lư năm 2022. Đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban tổ chức lễ hội chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các thành viên Ban tổ chức. Lễ hội Hoa Lư năm 2022 được tổ chức với quy mô cấp tỉnh. Vị thế là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, lễ hội diễn ra trong 3 ngày, từ mùng 9 tháng 4 đến ngày 11 tháng 4, tức là từ mùng 9 đến ngày 11 tháng 3 năm Nhâm Dần, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư. Để góp phần tổ chức thành công lễ hội, các sở ngành, địa phương, đơn vị có liên quan đã chủ động tích cực thực hiện các nhiệm vụ, phần việc, hoạt động được giao. Cụ thể, trong công tác tuyên truyền cổ động trực quan về lễ hội, đang được lồng ghép cùng với công tác tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 200 năm danh xưng Ninh Bình, 30 năm tái lập tỉnh, đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang toàn bộ khu di tích, chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, phục vụ các phần lễ trong đền cũng như lễ rước nước trên sông Hoàng Long. Đồng thời hoàn thiện cơ sở vật chất cho các hoạt động phần hội, xây dựng phương án đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông. Phần khai mạc lễ hội đã được khẩn trương xây dựng kịch bản, thiết kế, maquette sân khấu và các màn trình diễn trong chương trình nghệ thuật. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban tổ chức Tống Quang Thìn nhấn mạnh, lễ hội Hoa Lư được tổ chức nhằm tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của các bậc tiên đế, các bậc tiền nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, khơi dậy truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc và tinh thần đại đoàn kết. Tổ chức thành công lễ hội sẽ mang lại hiệu ứng cao, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong quảng bá những nét văn hóa đặc sắc, danh thắng nổi tiếng của Ninh Bình. Do vậy, các cơ quan, đơn vị địa phương cần tập trung triển khai thực hiện nội dung công việc đảm bảo chất lượng hiệu quả, đúng tiến độ. Chú trọng công tác tuyên truyền, giới thiệu quảng bá về lễ hội cũng như khẳng định tầm vóc giá trị to lớn của vùng đất Cố đô đã được minh chứng qua các đợt khai quật khảo cổ học. Đồng chí lưu ý trên cơ sở rà soát kiểm duyệt các công việc, hoạt động được giao, các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục bám sát kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng thành viên, đưa ra các phương án thực hiện và phương án dự phòng trong quá trình triển khai. Đặc biệt là đề cao công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ chung đảm bảo tổ chức thành công lễ hội.